lên một vỏ halo tròn cho một chị khách đeo viên 6 ly 8. Rồi sẵn đây làm review luôn nha. Trọng lượng của nó là 4,98 gram vàng, vàng Ý 750, gồm có tất cả là 6 viên hộp sòng tròn 2 ly 8, 16 viên hộp sòng tròn 2 ly 2, và đặc biệt có 36 viên hộp sòng 1 ly 7. Chưa dừng lại đâu, còn tiếp tục thêm 26 viên hộp sòng tròn nhỏ nữa là 1 ly 5, 6 viên hộp sòng Emerald 2 ly 8 rất là đẹp nha, nằm trải dài hai bên hông của cái vỏ sòn, tôn vinh lên cái đường cắt cúp ao cho một cái viên, tạo cái điểm nhấn hơn. Và cái chùm hộp sòn này nè, làm cái chấu nó làm giống như là nó thấp thấp của cái halo á, ít có bị vướng víu hơn. Và nếu như khách hỏi là cái hộp này làm có ổ chủ nhà là 54 đeo có được hay không, được nha. Mua hàng vui lòng gọi 0907463131, nhớ subscribe để theo dõi những video của em chia sẻ. À quên nữa, giá của chiếc nhẫn xoàng này á là 49.500.000 nha. Đúng ra là 51 triệu đó, tính 49.500.000 cho cái vỏ nhẫn xoàng này thôi nha khách yêu.